Bị chửi vì thả mặt cười trái tim vào status tin buồn về anh Vũ của Hồng Vân, Cát Phượng treo status cầu xin. Trước những tranh cãi gay gắt của cư dân mạng, đích thân Cát Phượng lên tiếng về hành động này. Vừa qua, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước hành động Cát Phượng thả icon mặt cười trái tim, gây tranh cãi dưới status mà nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân chia sẻ về anh Vũ. Cụ thể trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hồng Vân đã chia sẻ hình ảnh đến nhà anh Vũ để trao số tiền mà anh chị em nghệ sĩ đã đóng góp để đưa thi thể nam diễn viên về nước. Ở dưới phần bình luận, hàng loạt người hâm mộ sau việc thương xót cho số phận của nghệ sĩ anh Vũ và cảm ơn tấm lòng của Hồng Vân. Tuy nhiên, trong số các sau việc bình luận ở status Hồng Vân, thì bình luận của Cát Phượng gây chú ý. Cát Phượng không nói gì mà thể hiện cảm xúc của mình bằng một icon mặt cười, mắt hình trái tim. Một số nhân mạng đã tỏ thái độ với icon của Cát Phượng và cho rằng icon mà Cát Phượng đăng trong thời điểm này không phù hợp. Nghệ sĩ Hữu Châu cũng bình luận bằng một icon mặt cười như Cát Phượng, nhưng lại chẳng bị ai ném đá. Quá bức xúc khi bị mọi người ném đá mà không cần hiểu rõ nguyên nhân, mới đây Cát Phượng đã lên tiếng nói rõ về sự việc ồn ào vừa qua. Cát Phượng chia sẻ, gửi đến các anh chị em báo chí, sau khi chị Hồng Vân đăng tải bài này, tôi quá vui và quá cảm kích khi thấy khán giả và anh chị em nghệ sĩ yêu thương anh Vũ quá nhiều. Đặc biệt là chị Hồng Vân thay mặt anh chị em nghệ sĩ đứng ra lo cho anh Vũ, tôi lấy làm vui lắm và có thả icon hình hai trái tim với cái miệng cười để nói lên sự cảm kích, vui mừng, sự yêu thương của chị Hồng Vân và khán giả đối với anh Vũ. Tôi rất vui mừng vì điều này. Vậy mà cái trang tin tức 24 ngày cũng đăng báo với cái tít Cát Phượng gây sốc. Dạ thưa anh chị em báo mạng thời nay, nếu tôi gây sốc tôi sẽ nhắn cái mặt ối hay cái mặt phẫn nộ. Cầu xin anh chị em báo mạng thời nay đừng canh me em nữa ạ. Thay vì canh me em thì hãy đi lùng sụp những mảnh đời bất hạnh đau thương đăng báo để các mạnh thường quân, những người có tấm lòng sẽ đến giúp ạ, đời ngắn và vô thường lắm. Ngay khi vừa đăng tải, rất nhiều người hâm mộ đã để lại lời động viên và an ủi tới Cát Phượng. Trước đó, khi những tranh cãi nổ ra, nhiều cư dân mạng cũng lên tiếng bênh vực Cát Phượng. Đa số mọi người đều ý kiến cho rằng Cát Phượng đang thả tim cho hành động của Hồng Vân, chứ không hề có ác ý gì. Thậm chí người hâm mộ còn gửi cho Cát Phượng bài báo nói về hành động thả icon mặt cười trái tim gây tranh cãi dưới status mà nghệ sĩ nhân Hồng Vân chia sẻ về anh Vũ. Minh Luân công bố những khoảnh khắc trước khi mất của anh Vũ, nhìn không ai nghĩ lại đi ngay sau đó. Chứng kiến những khoảnh khắc cuối cùng của cố nghệ sĩ anh Vũ, không ai cầm được nước mắt. Sau khi được đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đồng lòng quyên góp tài chính, cố nghệ sĩ anh Vũ đang được những người bạn thân tiến hành lo thủ tục nhận di hài tại Mỹ. Theo thông tin từ ca sĩ Lê Âm Vũ, sau 12h30 ngày 4 tháng 4 giờ địa phương, thi hài anh Vũ sẽ được chuyển về nhà quan an lạc. Lễ viếng tại Mỹ của cố nghệ sĩ sẽ diễn ra từ 14 giờ đến 20 giờ ngày thứ Bảy 6 tháng 4 tại nhà quan an lạc. Nếu không có gì thay đổi, thi hài nghệ sĩ anh Vũ sẽ được đưa về Việt Nam sớm nhất vào ngày 8 tháng 4 và muộn nhất vào ngày 9 tháng 4 theo đường hàng không. Nhà quan an lạc nơi anh Vũ đang dừng chân và cũng là nơi người thân bạn bè khán giả đến để tiễn đưa anh lần cuối. Sau khi thông tin về lễ viếng được phát ra, nam diễn viên Minh Luân vừa chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại vở diễn cuối cùng trên sân khấu của cố nghệ sĩ bạc mệnh, những khoảnh khắc cuối cùng được đứng cùng anh Vũ trên sân khấu. Mong mấy ngày nữa anh sẽ được về với quê hương đất tổ, Minh Luân đau xót. Là một trong những đồng nghiệp có duyên cùng anh Vũ sang Mỹ lưu diễn trong chuyến đi cuối cùng của anh, Minh Luân vẫn bàng hoàng, chưa tin đàn anh đã ra đi mãi mãi. Anh Vũ không chỉ là đồng nghiệp mà còn là người đàn anh thân thiết, luôn soi đường chỉ lối trong suốt sự nghiệp của Minh Luân. Trong vở diễn cuối cùng của cuộc đời, anh Vũ gây xúc động với tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, có tâm, hết mình vì nhân vật. Cho đến những khoảnh khắc cuối đời, cố nghệ sĩ vẫn hăng say với công việc diễn xuất, đem lại niềm vui tiếng cười cho khán giả, dù bản thân đang mang trọng bệnh. Nhìn những hình ảnh trước khi mất của anh Vũ không ai cầm được nước mắt. Nhiều khán giả vẫn chưa tin người nghệ sĩ tài hoa dí dỏm đã không còn có thể đứng trên sân khấu một lần nữa. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân xin gia đình chọn hình thờ cho anh Vũ, chiếc áo tím từng chụp ảnh cùng mẹ. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân vẫn đang dành trọn thời gian và tấm lòng cho việc đưa cố nghệ sĩ anh Vũ về lại quê nhà. Mới đây, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân chia sẻ trên trang cá nhân về việc xin phép gia đình chọn ảnh thờ cho cố nghệ sĩ anh Vũ. Bà bầu sân khấu kịch Super Bowl nằm mơ, thấy đàn em thân thiết với vẻ mặt giòn giận khi đang mặc chiếc áo tím hoa văn caro. Ngay lập tức, Hồng Vân cùng các nghệ sĩ Việt Hương Hoài Tâm bàn bạc và thông qua ý kiến người thân của anh Vũ,
chọn đúng bức hình làm ảnh thờ cho lễ viếng cây hài tài năng nhưng đoản mệnh. Chia sẻ của nghệ sĩ Nhân Hồng Vân về việc chuẩn bị tang lễ cho anh Vũ. Nghệ sĩ Hồng Vân và anh Vũ luôn xem nhau như chị em ruột thịt. Nghệ sĩ Hồng Vân chia sẻ, trong giấc ngủ mệt, Vân thấy em về, mặc chiếc áo sơ mi có ánh tím caro, em đứng đó nhìn chị ngủ mệt với vẻ mặt hờn giận. Giật mình thấy em, chị mừng rỡ hét lên, trời ơi Vũ hả, sao đứng đó không đánh thức tôi. Em vẫn nhìn và chẳng trả lời, bỗng cổ họng chị khô khốc vì nhận thức được Vũ của chị đã không còn nữa. Hình ảnh cho nghệ sĩ Nhân Hồng Vân chọn đã được đồng nghiệp tại Mỹ in làm ảnh thờ nghệ sĩ anh Vũ. Theo đó, cố nghệ sĩ anh Vũ từng mặc chiếc áo tím khi chụp ảnh cùng mẹ. Sau khi gặp giấc mộng đặc biệt, nghệ sĩ Hồng Vân tâm nguyện hai điều, đưa anh Vũ về lại quê nhà thật sớm và chọn hình cây hài từng diện chiếc áo tím làm ảnh thờ trong tang lễ. Gia đình anh Vũ cũng đã đồng ý với quyết định này. Đặc biệt, cố nghệ sĩ anh Vũ mặc chiếc áo tím này trong dịp chụp ảnh cùng mẹ. Nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ nhanh chóng để lại bình luận chia sẻ, bày tỏ sự xúc động với những điều nghệ sĩ Nhân Hồng Vân tâm huyết làm cho anh Vũ. Nghệ sĩ Đức Hải, anh Vũ từng tâm sự, người như bị ma ám chạy xe chẳng ai xô cũng ngã. Nghệ sĩ Đức Hải cho biết, anh Vũ từng tâm sự người như bị ma ám. Cố nghệ sĩ mong muốn có được giấc ngủ ngon, bởi lâu lắm rồi, anh chưa có một đêm trọn vẹn, dù thường xuyên phải nhờ đến thuốc. Ngày 1 tháng 4 giờ địa phương, nghệ sĩ hài anh Vũ qua đời sau một đêm diễn tại Mỹ. Nhận được hung tin, đồng nghiệp và bạn bè của nam danh hài không khỏi bàng hoàng. Để có thể đem thi thể anh Vũ về nước theo đúng nguyện vọng của gia đình, nghệ sĩ Nhân Hồng Vân cũng như nghệ sĩ hải ngoại đã kêu gọi quyên góp giúp đỡ để đưa nam danh hài về đất mẹ. Sau nhiều ngày đôn đáo, hiện tại gia đình má mì gái nhảy đã ủy quyền cho Lý Âm Vũ, bạn thân của cố nghệ sĩ, mang giấy ủy quyền đến sở cảnh sát quận Cam để hoàn thành thủ tục nhận thi thể. Nếu không có gì trục trặc, có thể vào thứ tư tuần sau, nam danh hài sẽ về tới Việt Nam. Là người anh thân thiết với anh Vũ khi hoạt động chung tại sân khấu kịch Hồng Vân, chia sẻ về báo chí sự ra đi đột ngột của anh Vũ, nghệ sĩ Đức Hải sốc và không tin đó là sự thật. Tôi rất bàng hoàng, sáng hôm 2 tháng 4, tôi lướt Facebook và đọc được tin, từ cậu học trò thì mới biết được thông tin. Tôi đã gọi điện cho bạn bè hỏi luôn thì được biết Vũ mất từ đêm trước ở bên Mỹ. Sau đó được biết là Hồng Vân kêu gọi quyên góp để đưa Vũ về Việt Nam, rất đáng quý tấm lòng nghệ sĩ. Đến giờ phút này, tôi cũng như anh em nghệ sĩ khác đang chờ đến cái ngày anh Vũ về, để đến nhìn nhau lần cuối và chia buồn với gia đình. Nghệ sĩ Đức Hải bộc bạch, nam diễn viên cho biết anh Vũ bị bệnh khá lâu nhưng mãi gần đây anh mới biết. Vào dịp Tết vừa rồi, khi hai anh em gặp lại nhau, Đức Hải và anh Vũ đã có chia sẻ về cuộc sống. Trước khi mất, anh Vũ từng tâm sự, người như bị ma ám với Đức Hải. Đức Hải tiết lộ thời điểm đó, anh Vũ tâm sự, người như bị ma ám chạy xe máy không ISO vẫn bị ngã. Tôi nhớ mới trước Tết vừa rồi, hai anh em gặp nhau trong khi chờ quay chương trình táo cho HTV. Tôi và Vũ ra ngoài khuôn viên của HTV ngồi tâm sự, thì chưa đến cảnh tập. Tôi có hỏi Vũ rất nhiều về chuyện bệnh tật, Vũ kể, gần đây em như bị ma ám thế nào ấy, em chạy xe máy chẳng ISO em mà em ngã 3-4 lần, sau đó Vũ cho tôi xem bàn chân, khâu vá chằng chịt. Tôi cũng thẳng thắn nói với Vũ, anh có nghe loáng thoáng việc em bị bệnh nặng, cứ nói thẳng với anh, vì anh đã có giúp một số người về vấn đề này như Hán Văn Tình, Mai Phương, Lê Bình. Vũ lại nói với tôi rằng, đợi hết đợt trị liệu này rồi sẽ tìm đến tôi, thật chẳng ngờ, nghệ sĩ Đức Hải bần thần. Nam nghệ sĩ cũng khẳng định thông tin anh Vũ bị chuyển biến bệnh tình vì trầm cảm do ESO là sai. Nghệ sĩ Đức Hải cho biết, điều má mì quan tâm nhất là giấc ngủ ngon, vì lâu lắm rồi anh Vũ chưa có được một đêm trọn vẹn, dù đã uống thuốc ngủ. Không phải đâu, tôi hiểu Vũ rất rõ, vì hai anh em cũng hay tâm sự. Nhiều lần Vũ nói với tôi, cái em quan tâm nhất là một giấc ngủ, ngủ sâu ngon lành, vì đã lâu lắm rồi, Vũ mất ngủ triền miên. Chính vì thế, Vũ phải uống thuốc ngủ hàng đêm, mà uống rồi có khi vẫn không ngủ được. Anh à, em chả biết phải làm sao. Nó cứ hay nói như thế, đáng thương lắm. Có thể do một nguyên nhân nào khác chứ không phải ESO như đồn đoán đâu. Vũ quan tâm nhất là sức khỏe, nam nghệ sĩ phân trần. Anh Vũ bị nói buồn trầm cảm vì ESO hết thời, Hồng Vân gắt, quá ác, quá tàn nhẫn. Hồng Vân quá bức xúc khi nghệ sĩ anh Vũ bị đem ra làm trò cười. Trong suốt những ngày qua, thông tin nghệ sĩ anh Vũ đột ngột qua đời khi đang lưu diễn tại nước Mỹ, nhận được đông đảo sự quan tâm của khán giả.
Sau khi được bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đồng lòng quyên góp tài chính, anh Vũ đang được những người bạn thân tiến hành lo thủ tục nhận di hài tại Mỹ. Tình hình hiện tại ở Mỹ, theo thông tin từ ca sĩ Lê Ông Vũ, sau 12h30 ngày 4 tháng 4 giờ địa phương, thi hài anh Vũ sẽ được chuyển về nhà quan an lạc. Lễ viếng tại Mỹ của cố nghệ sĩ sẽ diễn ra từ 14 giờ đến 20 giờ ngày thứ Bảy 6 tháng 4 tại nhà quan an lạc. Nếu không có gì thay đổi, thi hài nghệ sĩ anh Vũ sẽ được đưa về Việt Nam sớm nhất vào ngày 8 tháng 4 và muộn nhất vào ngày 9 tháng 4 theo đường hàng không. Trong thời gian hoàn tất các thủ tục để tổ chức lễ viếng và đưa di hài anh Vũ về Việt Nam, nghệ sĩ Hồng Vân và đồng nghiệp bên Mỹ của cố nghệ sĩ bày tỏ sự bức xúc khi chứng kiến tên tuổi người em, người bạn của mình bị đem ra nói, buồn trầm cảm vì ế xô hết thời và là nô lệ của thuốc ngủ. Cụ thể, cách đây ít giờ, trên mạng xuất hiện một bài báo với nội dung cho rằng anh Vũ từng trầm cảm vì ế xô, dẫn đến việc lạm dụng thuốc ngủ vào những năm cuối đời. Bài báo còn trích đăng phát biểu của một vị đạo diễn tự nhận đã được cố nghệ sĩ liên hệ xin vai để tên tuổi anh hot trở lại, có thêm nhiều show nhằm trang trải cuộc sống. Đang trên đỉnh cao, anh Vũ bỗng dưng mất hút, diễn không còn duyên nữa. Chỉ sau 3 năm chiến thắng gala cười liên tiếp, anh Vũ vật vã cả chục năm qua, không trầm cảm mới là lạ. Mấy năm trời anh ấy trăn trở đến không ngủ được, mất ngủ nhiều năm nên phải tìm đến thuốc, rồi trở thành nô lệ của thuốc ngủ. Mà nghiện thuốc ngủ là làm bạn với thần chết rồi, vị đạo diễn này kể với báo chí. Sau khi đọc được bài báo đó, nghệ sĩ Hồng Vân bất bình lên tiếng, quá ác, quá tàn nhẫn, cả người được phỏng vấn và người đi phỏng vấn, em nó chưa về được đến nhà mà trời ơi, kính xin các anh chị báo và người được phỏng vấn, hãy để em về trong bình an, em mất rồi không thanh minh hay đôi co gì được nữa đâu. Dòng chia sẻ của nghệ sĩ Hồng Vân trên trang cá nhân, diễn viên Cindy Thái Tài cũng lên tiếng bất bình. Anh Andy Lê, một đồng nghiệp thân thiết của anh Vũ cho rằng nên dành cho người đã khuất sự trân trọng. Một số khán giả cũng không kiềm chế được tin bịa chuyện tào lao